Chào bạn nha. Bữa nay tiếp tục trở lại chầm chim câu cá nha các bạn. Bữa nay là trang bị đội quân hùng hậu luôn, gồm có sát thủ cha vợ nè, vợ mình với lại ba gùa. Chuyến này đi chung ba gùa các bạn. Hôm qua ba gùa xuống nhà mình rồi chở mình lên đây luôn à. Chuyến này là anh em là chơi lớn bữa luôn đó. Chuyến này là hai anh em đi chung họp cái vò của họ mới làm quá trời bậy, bữa nay là phải bắt hết cái vò đây về, chở đầy xe về. Mình đem đi theo cái dèo rất là bự các bạn. Nguyên cái dèo mà lớn đó. Không có gì mình chắc lên trên cũng được. Giờ thì xuống cần chuẩn bị chiến đấu thôi. Đi câu ngày mưa bão mới ghê gớm. Chuyến này qua đây mình sẽ thử hai loại cám mà. Cám này 8 tùng ngộ không nè. Cám này chuyến rồi mình câu nè, cũng dính cá nhiều lắm, mình chưa lên cha. Chắc vô hợp viên cá cha bên đây. Như lại loại cám nữa là đây. Cám của Quỳnh Pha Bến Tre nè. Cám này bữa họ mới lên nguyên bài cha, mà cha xong. Nhưng mà cha đậm thì không biết. Chơi hai lô mồi này. Này chiếc này đem 15 kg á. Coi hết 15 kg này kiếm được chơi nhiêu cá nha. Với lại mấy con bét của mình nè. Mấy con bét mình bữa nay đem theo chiến đấu luôn. Đó. Hai con cá sặc con cá bóng. Mồi dữ á, mồi đi Sóc Trăng đem qua đó phải vừa đâu. Giờ ra cần chiến đấu thôi. Đây em cũng mới xuống cây cần đầu tiên các bạn. Cây cần này là cần Mega Para vậy nè. Cây mới của bên Khoa mới gửi về cho mình. Xuống luôn. Nay test thử cho nó đi tiên phong. Đó, điểm câu. Này câu ở điểm trên. Cổng vô chút mà. Sang cá Hugo. Khúc này chai nhiều. Hôm nay chuyến đây đi anh em còn vài ngày nữa. Coi tình hình sao đây. Dòm dòm mà mới xuống cục mồi đầu tiên mà bên cần cái rẹt. Trời ơi, thứ nào chịu nổi. Nguyên đội quân hung hồ rồi. Đúng không? Nhỏ à. Có dạng Nguyễn lên này kìa. Trời đất ơi. Trời ơi, con cá he. He mà nó giật cái đuôi cần hai phát á. Mới xuống cần lên hàng nha. Có nhớt rồi nha. Kệ vui rồi. Có hàng rồi được rồi. Thì sao để nhử cá lóc bông luôn hả? Gẹt tính đâu là lụm rồi. Trời đất ơi. Nhổng hai phát cao. Để có hàng được rồi. Thả nó luôn đi. Rồi kêu đại ca hay... Kêu mấy sư phụ mày lại nha. Giọng họ bự bự lại. Tính đầu vô à. Giật lên mà thấy nhẹ hiều à. Giật lên mà nó giật lại. Quyến nó trời luôn. Bự bự bự. Vô rồi, vô rồi. Kéo anh, kéo. Vô rồi. Coi sao bọt kìa. Đúng rồi, bự rồi. Cái cha quá chạy dữ vậy. Lú đầu lên coi. Bự rồi. Ôi, ôi, ôi. Đồ đãi mà vậy rồi. Trời mới xuống gần rồi, hết hồn. Mình đang lấy cái cần câu con tay ra mình tính. Cái trời, trời. Tính, tính mới thòng cần ra. Quá đục nãy giờ mà. Kinh. Ủa, gì đâu mới sướng. Ủa, đã. Anh tưởng, anh đang tưởng cái gì tới rồi. Đãi rồi, đụng câu hả? Ủa. Không, anh dục xuống á. Không có. Chưa. Ê, nghe kìa kìa. Đúng vậy nha. Chưa. Mới hãy xuống ven gần dở lên về thẳng băng này rồi, thứ nào chịu đúng. Bên này. Dĩa, cái này mới dĩa hả? Trời. Trời cũng bự á. Trời ơi, tự thôi nó kiếm. Cái trăm trăm gà kéo vậy là sướng. Rồi vậy là sướng rồi. Nói trong khe nhịn cá sướng nè. Trời trắng. Cá nó được nhưng mà. Con đụng cái gì à? Con này cũng 800-900 gram. Cả ký á. Cả ký luôn. Lên hàng, lên hàng. Cả ký luôn á. Hay quá. Chức chắc. Các bạn thấy tổ đại chưa? Cần này mới xuống tức thì á mà. Mới xuống năm muốn mình mới gỡ cần tay ra. Có cái sợi dây dài lắm vậy. Anh đi. Con này trước đi. À cũng được. Từ từ cũng dài mình để à. Sau đi. Em ký. Mới xuống chơi liền ha. Gần sẵn mà nó ổn thấy dài. Chưa con mới thòng ra rồi con thấy cái nghiệp cần đây rồi. Mới có thử nước. Lý rồi.
con cá rô. Cá rô. Cá thủ cá rô mà. Này đang cá sặc qua chiến đấu luôn mà. Hai cá sặc với con cá bóng. Hy vọng bắt được con cá lóc bông. Đây. Sáng hai con cá nó mới táp vậy nè. Mồi này là dữ luôn á, độc chiêu luôn đó. Con không nó tiêu hết lại. Móc cho nó lại đi. Cho lội luôn, cho lội khơi khơi mặt nước luôn á. Khúc dưới đây không có cá chài nhiều đâu. Khúc dưới á. Rượt mấy cá con dữ lắm, mà dưới cá linh thôi khổ phải nói luôn, chạy đen bằng nước luôn. Dòng lụm con bông nè, bông xanh, bông trắng, bông đỏ, bông vàng vậy đó. Lên chút. Nay cha mình ra nghề luôn. Bữa nay mà ổng kéo lên con cá mà 10 kg một cái. thôi luôn á, con móc đi câu gỗ theo suốt. Anh xui biết đâu được. Ok anh Quy, ok. Nó là nó đó, chọi ra. Phải để chỗ trống kìa. Không quen chọi nó không ra. Từ từ. Xả mồi coi như xả mồi đi. Nhâm nhâm đít. Dẫn đít lên coi, hạ đít xuống nhổng đầu lên. Chắc cái he ghĩa quá. Quất cái coi cho sướng cái coi. Cá ơi. Cá ơi. Cá đâu rồi? Để đi chờ đợi chút nữa đi. Đó, đó. Đang nhịp nhịp rồi. Sát thủ ra tay. Kéo lên con cá chập quá rồi cừ thôi. Dẫn. Nó thấy nhiệt tuần này. Tuần này nó giải nhiệt nhiệt nhỏ. Con này móc vô câu cá lóc bông luôn. Chung 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 rồi. Cầm chú 7 nè. Có thể không nói dạ. Con, nghe mặt rõ rồi. Dạ. Tóc trôi. Trôi. Không trôi trôi nữa. Rung chua hả mày, đưa dẫu luôn, dính này sao chảy. Rung chuông là chết, rung chuông là chết. Lăn hàng. Trời trời trời, lóc chóc rồi trời. Người ta chuông sướng tài. Sướng sướng sướng. Bỏ kỹ ra. 44. Khoảng chiến đồ qua đây, thả nhỏ chính bự, chiến thề qua đây mình phi con này đi. Kêu ông cố nội ông cố ngoại bà cậu bà mợ gì lại phụ hộ mày mày này ông xanh mày cứ thả nhẹ nhẹ để lạnh quá mày nửa ký đổ lên đó bắt Vinh ơi kéo luôn đi, kéo luôn đi, đừng có khách sao cần đó hên ha. Ồ đây nữa nè, dính dính gần kia, dính gần này quá đâu kìa, dở luôn rồi, thử coi một khi dính thêm con nữa sao không, mới dính cần. Cần đó hên nha, chắc trôi nữa quá, hai con dính một cần. Ồ nữa, thứ một gì, thứ một à, ngay ổ rồi cha, đừng quấn cho nó, cho anh Quy lên cá, hai con dính cần. Cần đó hên ha, rung chuông suốt luôn. À, ông ngoại thấy không hên rồi. Có hàng. Cỡ con nãy vậy, chúng bày vậy. Còn ba mẹ nó. Thử lửa cái nữa đi.
cho nó đi luôn đi. Nay trời lớn luôn. Học phụ huynh gấp mày. Cao thủ ra tay nè. Quất con cá khủng nè, bằng cần tay nè. Em lại ôm mèo ót ổng em ơi. Để nó gừng lâu ổng xuống dưới luôn à. Lâu vậy không còn thái. Từ đó đến giờ luôn. Vô gớm thì vô chầm chim câu cá một tấn nè. Vậy nãy nhà con đó nó ghẻ gì? Bự lắm bự. Tại bạn thấy gì thôi. Bự lắm. Để dạng nghĩ lấy cái kinh nghiệm gì phóng lớn này nè. Để cho lắp vào mình luôn rồi. Ghê chưa? Đó. Nó kiển đẹp lắm bộ à. Kiển hả? Đồ biển. Cũng quá từ xa chứ không thấy nữa đâu. Đi đi mày. Cứ mẹ mày lại. Học phụ huynh chấp. Nhục bánh luôn rồi. Trời ơi. Cá nhỏ. Dẫn quá. Dẫn quá. Không lên. Chạy nó đi. Trời ơi cái bánh. Đang ăn liệu cá giật bánh. Không chết không sao. Không sao không chết đâu trời. Từng từng nào nữa vậy? Từng con cá bập bóng. Đúng là thánh mẹ Vinh vậy. Mẹ Vinh mẹ dảnh. Chín rồi, chín rồi, chín cá bự. Cá này kéo ba cần câu luôn rồi. Dính nữa à. Này vui à. Có lý. Ngon. Trong thời gian chờ đợi làm cá nhỏ thì cũng được. Này chục con là kho khô là ăn mệt xỉu luôn. Ủa kho nước chứ. Kho bận. trước à. Ừ, có lý nha. Mày ngon à. Chiều đem ra khô khô luôn không? Chiều vô và chờ mượn cái chọ ở cái chảo không ngày mơi á, mua cái bếp cồn vô đây mình. Cá lớn không có, chuyển qua câu cá linh luôn bạn ơi, bộ sướng à. Giật này phê. Để xuống quất liền này nha. Giật sướng tay bộ nhỏ, cá nhỏ, cực nhỏ, giật phê như cá bự luôn. Quất cho mày làm mất uy tín mày lại lại.
Trời ơi, dính đột cây luôn rồi. Bạo lực quá. Dính đột cây luôn rồi. Bạo lực quá, còn gà gần hơn quá. Còn lửa cái coi. Dính con dây luôn rồi. Rồi, dính con dây luôn rồi, tôi ra. Tôi qua con dây coi. Ừ, đẹp trai. Cần câu nó mềm cái lên con cá linh nhỏ đỏ mà sướng như là cần câu mái kéo cá bự mới chơi. Chơi này vui à. Đánh cá nữa nghe. Vui mà. Này giật còn ký mấy hồi. Cá này bự chứ bộ. Cá linh một ký không? Mắt không sợ à. Mấy chục á. Lên lia lịa luôn rồi, để xuống là dính, để xuống dính nè. Để coi đi, dạng đang xuống kìa. Gìn gìn này, xuống lên. Mấy con mấy con gì vậy? Để xuống dính nè, đã thiệt. Giờ đây nha. Trong thời gian chờ cá lớn thì câu cá nhỏ. Dạ mày nha, để xuống cây dính nè. Lấy quyền tính cây à, đó. Được, cá này nghe lời. Chim. Sướng thiệt chứ. Dinh này ngon lắm. Để giật mấy thôi. Mấy thôi là một thùng. Cá lớn có 100.000 ký các bạn. Cá nhỏ này 300.000 các bạn. Để đầu mua nha. Không có mua nước nổi nhưng mà có cá lớn. Chúng ta đang nuốt. Đó. Chơi này đá kìa. Hai lần mê lên cá này. Còn mình lấy con. Đâu có được. Mình chú Bảy chấp kết đi cá lớn. Chiếu mà chụp ngoài. Giờ mình cũng thử cảm giác giật cá. Lên cá rồi coi. Nào kêu giật giật nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị thôi. Giật giật. Dính. Dính ngọn cây. Mê đó bạn ơi. Nãy giờ mình thay mồi mới 2 cân vào lên 2 con rồi đó. Ghê gớm thiệt chứ. Sát thủ, sát thủ. Thứ nào chịu nổi. Để xuống ăn liền luôn à. Vị này nghe cái phao gì giữa đó. Nghĩ ra lấy uy tín mày. Nghĩ, nghĩ coi. Thấy tính cái coi giới thiệu dữ lắm mà gửi cái coi. Đừng làm quê mày. Đó, 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 chuẩn bị, chuẩn bị. Trong thời gian rảnh nè. Mình lo chiến cá bự, vợ mình chiến cá nhỏ, thứ nào chịu nổi các bạn. Nó cá nhỏ với nó là dạng cá linh rồi, cá đó là cỡ đó là bự rồi. Làm thịt được rồi. Nghĩ ăn luôn, mất uy tín luôn nha. Đó, 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 đang ăn, đang ăn, chuẩn bị. Đó, đó, chuẩn bị. Dính, 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 dính. Ngon cây nữa. Nãy giờ lúc mình cầm máy lên dính ngon cây rồi mà, mắc cỡ em. Thủ thế ghê gớm chưa? Đó, dính rồi. Tiếu thiệt chứ. Hụt nữa rồi, giỡn quá. Cái này không dính là nghĩ cho câu đó. Để đại xuống ngay chỗ đó cũng được, nó đâu cần phải ra xa. Kỹ nha. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Rồi, vuốt rồi. Trời ơi. Không phải em rồi. Tới lượt mình nè, các bạn coi nè. Vợ mình dở quá. Không phá, để đi.
làm gì giờ. Nhìn mình nè. Ăn con. Nhìn mình nè, chặt lắc nè. Cái xì ra rồi. Vô quá ta. Gã màu hay gì không? Quê rồi. Còn ngồi chưa tính. Còn ngồi là còn tính nha. Khi nó mà hốt hai con nghe. Lâu lâu quậy dính ra hai con gì được chứ. Phải dây mới được. Wow. Làm cọc luôn à. Trời ơi, dĩ không luôn rồi. Cá có dãy này nó cũng khó mà dính là gặp mình. Đi thôi. Nó chạy ra đó. Không vậy. Hôm qua là lớn hạn phải không? Ăn cá bóng hả? Ôi dính hai cần nữa vậy. Trời. Mày ăn cá bóng mày. Cá trời ăn cá bóng. Thả bạn. Xào qua lên hàng. Mình lại mình sướng ké bạn ơi. Thấy bự khoái à. Đang nguyện giờ đi. Câu miếng cá lên rồi. Nắm con cá chứ nó gỡ ra nắm con cá cho thiệt chắc. Rồi, súng vào con quỷ. Chơi này sướng. Hỏi gần chạy. Nó nói chứ hồi gình bắt cá lớn đó, không có chơi đâu. Đang ngồi gình đó. Hai con cái gì vậy? Còn à. Sướng nữa rồi. Để xuống cái lụm mà đá thiệt chứ. Câu này sướng kìa. Đá thiệt là quê luôn á. Sướng nữa rồi. Sướng cá hả? Ê cái này mà chơi cân ký chưa chắc bự hơn nhỏ đâu nghe. Nãy giờ là cả ký rồi đó. Muốn đầy rồi. Đầy hộp rồi đó. Chiên. Ôi là tàu lao dính cá không hay luôn. Chơi cá nữa. Mỗi tay thiệt chứ qua chơi nắng mờ mỗi tay. Để xuống lụm à. Cá qua mắc cỡ anh Quy ơi.
Chính cá nhiều mắc cỡ quá. Chọc bên quy rồi, thợ cũng giận quá, không nhảy xuống mò luôn giờ. Cá nữa bạn. Thua luôn à. Lên trái nha, cái đầu tiên chú ngoại á. Phải không? Đầu tiên cái hai. Cái đầu tiên. Đầu tiên. Kêu đã là cây. Chạy ngược kêu rồi cha. Ê, trời ơi, dính không hay. Cá này kỳ đỏ. Ủa cái linh này đẹp trời. Dính con nha. Còn cá này đẹp thiệt, đỏ lò mà. Chỗ đó. Cá đẹp ghê bạn, này chắc like rồi. Gian con dây vô vô chỗ đó là lụm liền ha, ổ nghe nhánh chà đó, chỗ đó sâu quấy à. Tiếp tục là dảnh. Dảnh rồi mua luôn thì chết thấm liền. Cá này ám suốt. Sáng không, tại không có cầu, không có gì hết. Thứ nào chưa nổi. Dảnh kệ, có dảnh được rồi. Có cá giật đỡ buồn. Sau hồi bàn luận các kiểu họp 500 anh em thì quyết định là cái dảnh thả. Không có bắt. Thả hết. Phù hộ dính cá trôi nha mày. Ủa lộn, cá cha. Quên. Giới cũng giới lộn nữa. Giờ chỉ bắt cha với lại mấy cá khác với lại cái linh rồi bắt được. Dảnh đó thì bỏ anh có rồi nên thả. Đừng ăn nữa mày, về kia đồng loại mày đừng ăn nữa nha. Có ăn con nào có dựng ký lên ha. Nửa ký gì, nó nói với nửa ký lụm mà. Thì ba giác này ba rùa lông dởn nè bạn. Mơ được giấc mơ dính trà khủng rồi đó. Mình thì giờ tiếp tục chiến đấu thôi. Giờ là canh luôn nguyên dàn cận nặng này tới đây luôn. Mình cha mình nè. Chiến đấu là kịch liệt luôn phải chơi. Trời dần chiều rồi. Nước im quá mà cá không chịu ăn. Quý quýu quý cho sướng sướng coi coi. Cha mình vẫn tiếp tục công tác nhấp cá linh. Cá ăn bằng này, cái gì quyết gì nhẹ quá, không cần cái coi, sáng giờ không có pha nào mà ngon lạnh cho, sáng giờ cá yếu yếu, chưa có pha nào mà đáng kể cho,
giờ đợi tới chiều thôi, xé chiều xuống coi. Vậy hai cái nín thinh nè, thẳng cần lên cái coi, giật 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 trống cái coi, xung tình đồng chí lên cái coi. Sáng giờ xìu quá. Nín luôn rồi. Còn cái chảnh với còn cái linh. Cái linh cũng này luôn. Cái linh này cũng nó luôn. Giờ bắt cá bây giờ là chơi lớn rồi, giờ bắt con cá nhỏ mà thả con cá bự nè. Thua. Bự mà lớn mà con cá linh dính. Dính luôn, hủ dính hủ. Rút ra giữ vô. Ăn cực cố. Câu gì mà không biết đó. Câu chắc cá gô ghĩa nhiều chứ không phải cá linh đâu. Cá này uống. Giờ bắt cá nhỏ thả cá lớn cũng ghê. Như vậy. Chơi gì mới ghê. Cá nhỏ thì có vỏ. Cá linh. Trời ơi, con cá linh kìa ông nội ơi. Gì vậy nó dài. Con cá linh. Nè. Ừ, giống cá linh quá à. Ờ, cá linh nó bự đó. Cá linh. Hết riết cá rồi. Vậy mới đã. Vậy quýu cầu rồi. Trước trước trước. Hết riết cá rồi. Nữa à. Lý quá trời á. Vô lại. Mình phong độ thôi. Mình chứ không phải là đẳng cấp. Không quả được quá. Phong độ phải chạy thời mới có phong độ nó lên được. Yeah. Lên liên tục luôn. Lên hả? Hay quá. Tới giờ ổng rồi cũng làm quá rồi. Nghĩa lệ luôn rồi. Phút sau là cá bự không rồi. Vô rồi. Lỡ là chơi nó luôn đi. Hả? Lỡ là chơi nó luôn đi. Ăn rồi. Đó, vậy đang hứng, đừng lần. Dính lại lúc khoa rồi. Anh cá ơi. Lúc khoa mất tiêu rồi. Thu gô rồi. Bự không? Dính, 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 dính. Ô, nhỏ à. Con gì? Gì con gì? Rồi. Rồi. Thấy con gì không? Nó chạy vô cái bụi này nè. Rồi trời. Uổng thiệt uổng. Chưa sóc lử, tức 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 tức. Anh quay là bắt đầu nó đuôi vô. Thì đó nó ủi vô đó dở lên cái nó giật giục luôn. Để đi móc. Cảnh chiều trong chằm chim nhìn nó sướng mắt các bạn, đẹp ghê. Hoàng hôn suốt rồi mà cá đâu chưa ăn. Nhìn sướng thôi nhưng mà tay chưa có sướng. Nay sáng giờ chưa có cái pha nào mà cá bên coi đã chứ. Hy vọng mà từ đây tới hết mồi lên được hàng khủng, còn có vài cục mồi nữa hết rồi. Đợi chờ thôi. Kết thúc chương trình, chuyến cho cá ăn bữa nay là nghỉ rồi đó. Giận rồi đó, nghỉ cho cá ăn rồi đó. Nãy giờ cho mày ăn mày không ăn. Khui hình quả luôn. Hình quả bữa nay cũng nhiều cá mà tại thả cũng nhiều mà. Thả hết, tính ra thả cũng cỡ 2kg. Khui. Rồi con này là bự nhất à. Con nó khoảng chừng không tới 1kg. 800-900g, 900g, ký. Đó, với lại mớ cá, cá bổi. Bổi lộn xộn. Đây đây có cái linh này, cái linh với hai cá trâu trong đây, bịch cám Quỳnh Khoa bây giờ trở thành bịch cá linh ru biển. Mà cá ngon không ạ. Này có trong đây là khoảng 2kg nữa nè, cá linh với cá gô với lại hai cá trâu nữa đó. Này hồi muốn đá ốp thêm mời chiến đấu tiếp, ngon lạnh mà cũng được, nhiêu đây cũng được rồi. Hẹn ngày mai. Mai chắc anh xuống khúc dưới rồi. Rồi đến đây em chào bạn clip này luôn nha. Gặp lại các bạn ở ngày mai tiếp tục chiến đấu. Giờ kiếm đường ăn uống thôi.